Kính chào quý vị khán giả của Chuyện Trong Ngày. Thưa quý vị, trong 2 tháng gần đây, thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam đã có những diễn biến căng thẳng. Ngày hôm nay 25 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức tăng lãi suất điều hành thêm 1 điểm phần trăm, trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn lên 6% một năm. Lãi suất huy động liên tục tăng, tạo các đỉnh cao mới, khiến nhiều người lo ngại sẽ có một cuộc đua tăng lãi suất như giai đoạn năm 2012 tái diễn. Giá bán USD tăng từng ngày, hiện đã tăng 8,5% so với thời điểm đầu năm. Tại sao lãi suất, tỷ giá đồng loạt căng thẳng như vậy trong 2 tháng qua? Và điều này tác động như thế nào đến lãi suất cho vay, đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế? Đó cũng là những nội dung chính của Chuyện Trong Ngày hôm nay. Và vị khách mời sẽ cùng bình luận chủ đề này là tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng. Trước tiên chúng tôi mời quý vị khán giả cùng khách mời chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi về mức tăng của lãi suất huy động trong 2 tháng qua. Từ tháng 9 đến nay, lãi suất huy động liên tục tăng nóng. Tại kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, lãi suất huy động hầu hết kịch trần 5% một năm. Còn tại các kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động biến động rất nhanh. Nếu như đầu tháng 9, lãi suất huy động chỉ quanh mức 6% một năm. Sau đó, lãi suất huy động liên tục tạo các đỉnh cao mới. Đến cuối tháng 9, lãi suất huy động lên khoảng 8%. Sang đầu tháng 10, lãi suất huy động đã vượt 8%. Bắc Á Banh 8,4%, AB Banh 8,5%, CIA Banh 8,55%, Kiên Long Banh 8,6%, Việt Á Banh 8,8%, SCB 8,9%. Mạnh tay nhất là MSB với chương trình tri ân nữ giới, lãi suất lên đến 9,5% một năm. Trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức tăng lãi suất điều hành thêm 1 điểm phần trăm, trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn lên 6% một năm. Việt Nam chúng ta là cố gắng giữ lãi suất ở cái mức thấp để trong một thời gian dài để hỗ trợ cho cái nền kinh tế tăng trưởng sau đại dịch, và nó cũng đã đạt được cái kết quả rất là khả quan, đã được cả Ngân hàng Thế giới, cả Quỹ Tiền tệ Thế giới quốc tế đều là công nhận là nền kinh tế Việt Nam có mức độ tăng trưởng rất là ấn tượng so với các quốc gia khác trong thời gian vừa qua. Hiện nay Việt Nam chịu rất nhiều áp lực từ cái việc là Mỹ tăng lãi suất và cái đồng đô la Mỹ mạnh lên. Thì chính vì vậy cho nên là Việt Nam cũng không thể hành xử quá khác với lại đại đa số các nước khác, là phải tăng lãi suất, phải chấp nhận việc đồng Việt Nam giảm giá. Và vấn đề là một phần nữa là dùng cái dự trữ ngoại hối để mà làm giảm cái tốc độ giảm giá của đồng nội tệ, tăng lãi suất và tăng biên độ dao động tỷ giá, là đã cho phép là Ngân hàng Nhà nước có những cái gọi là những cái gọi là dư địa lớn hơn để mà chuẩn bị cho các cái bước đi tiếp theo. Trong ngày hôm nay, chưa nhiều ngân hàng thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng dự báo trong thời gian tới, lãi suất huy động vẫn duy trì đà tăng, có thể vượt mức 10% khi có các chương trình khuyến mãi cộng lãi suất. Sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng với tiến sĩ chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh. Thưa ông, ngày hôm nay thì Ngân hàng Nhà nước đã chính thức tăng lãi suất điều hành thêm 1 điểm phần trăm. Ông đánh giá như thế nào về quyết định này của Ngân hàng Nhà nước? Tôi cho rằng đây có thể nói là một quyết định tương đối bất ngờ. Bởi vì như vậy là trong vòng có 2 tháng chúng ta đã liên tục tăng các cái lãi suất điều hành của chúng ta. Và trong khi có thể nói là suốt những cái quý đầu của năm 2022, mặc dù trên thị trường thế giới có nhiều cái biến động, các cái ngân hàng trung ương nhiều nước cũng có đưa ra những chính sách về tăng lãi suất, nhưng chúng ta vẫn duy trì được cái sự ổn định của lãi suất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng duy trì được một cách tương đối ổn định về cái tỷ giá hối đoái. Nên tôi khẳng định đây là một cái việc khá bất ngờ về việc chúng ta liên tục tăng. Và cái đặc biệt nữa là cái mức tăng của chúng ta khá là cao, khi mà mỗi lần chúng ta tăng tới 100 điểm cơ bản. Trong khi đó, nếu chúng ta so sánh với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chẳng hạn, thì họ cũng đã chỉ tăng cao nhất là chỉ có 75 điểm cơ bản mà thôi. Vâng, cùng với đó thì trong 2 tháng qua thì thị trường lãi suất huy động cũng chứng kiến một cuộc đua tăng lãi suất, khi mà lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, đây là kỳ hạn mà người dân quan tâm nhất, thì liên tục tăng mạnh từ 7% lên 8% rồi 9%, và hiện tại như chúng tôi cập nhật thì đã có những nơi sát 10%. Vậy thì diễn biến này thể hiện điều gì thưa ông? Vâng, cũng như là trong phóng sự đã nêu, tôi có cảm giác là hiện nay chúng ta đang sa vào cái gọi là cuộc đua lãi suất, khi mà các ngân hàng thi nhau
tăng các cái lãi suất huy động. Ở đây một phần nguyên nhân thì là từ cái việc chúng ta tăng cái chính sách điều hành, nhưng mà một phần thì nó cũng liên quan tới câu chuyện thực tại của các ngân hàng hiện nay. Do đó thì cái cuộc chạy đua lãi suất này có thể sẽ gây ra những cái hiệu quả khá là tiêu cực, khi mà tổng tiền vào hệ thống thì không tăng mà là chỉ chuyển từ ngân hàng thương mại này, từ trục tổ chức tín dụng này sang tổ chức tín dụng khác. Và nếu chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời thì cái cuộc chạy đua lãi suất này tôi cho rằng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, thị trường tín dụng ngân hàng cũng như là nền kinh tế nói chung. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, cùng với lãi suất huy động thì trong 2 tháng qua tỷ giá USD trên VND cũng liên tục tăng nóng. Hiện giá bán 1 USD đã lên tới mức là 24.888 đồng VND, tăng mạnh 8,5% so với đầu năm. Và đà tăng của giá USD thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong năm 2022, giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới liên tục tăng nóng do Fed liên tục tăng lãi suất. Tất cả các đồng tiền chủ chốt trên thế giới đều mất giá mạnh so với đô la Mỹ. Chính vì vậy, giá đô la Mỹ ở thị trường Việt Nam cũng bị tăng nhanh, mạnh hơn so với mọi năm. Đầu năm 2022, giá bán đô la Mỹ chỉ ở mức 22.920 đồng. Đầu tháng 9, giá bán đô la Mỹ tăng lên 23.600 đồng. Thì đến ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10, giá bán đô la Mỹ đã lên mức 24.888 đồng, tăng 8,5% so với đầu năm 2022. Bởi vì ngân hàng nhà nước đã rất nỗ lực trong cái việc là để giữ ổn định cái tỷ giá này để nhằm giữ những cái biến số khác của nền kinh tế ổn định hơn trong thời gian nhất định. Thế nhưng mà cái việc giữ đó nó tạo một cái chi phí rất lớn cho bản thân ngân hàng nhà nước cũng như cho nền kinh tế của chúng ta, bởi vì là đồng đô la mạnh lên trên toàn cầu. Và trong khi đó thì tất cả các nền kinh tế xung quanh, tức là không phải nước Mỹ, mà trong đó thì rất nhiều nền kinh tế mạnh ở trong khu vực của chúng ta thì đã để cho cái đồng tiền của mình yếu đi, tức là vô hình chung, tức là để cho đồng đô la Mỹ tăng lên một cách thực sự thôi. Thì tôi nghĩ đấy là phù hợp, thì chúng ta cũng phải đi theo khu vực đó, nếu không chúng ta sẽ mất cái thế cạnh tranh của nền kinh tế của chúng ta đối với các nền kinh tế khu vực. Để nói việc điều hành tỷ biên độ giao dịch tỷ giá của ngân hàng trung ương vừa qua là phù hợp, hợp lý, nó phù hợp với cái xu hướng chung của thị trường tài chính quốc tế. Khi mà các đồng tiền mạnh ở trên thế giới mất giá mạnh so với đô la Mỹ thì việc điều chỉnh cái biên độ giao dịch tỷ giá giao ngay của ngân hàng trung ương nó vừa đảm bảo thực hiện tốt cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm giữ lạm phát, vừa đảm bảo hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đảm bảo đáp ứng cái cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Trong những ngày vừa qua, giá bán đô la Mỹ tại các ngân hàng liên tục kịch trần biên độ cho phép của ngân hàng nhà nước. Điều này cho thấy áp lực đối với tỷ giá vẫn đang khá lớn và tỷ giá dự báo sẽ nhanh chóng vượt qua mức 25.000 đồng trong thời gian tới. Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, không chỉ có lãi suất huy động mà tỷ giá trong 2 tháng qua cũng vô cùng căng thẳng. Hiện giá bán đô la Mỹ lên sát mốc 25.000 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng khoảng 8,5% so với đầu năm 2021 và đã kịch trần biên độ ngân hàng nhà nước cho phép. Sức ép đối với tỷ giá đang ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của chúng ta thưa? Vâng, trước hết thì sức ép tỷ giá có thể nói là chúng ta cũng tương tự như câu chuyện về điều chỉnh lãi suất vừa rồi. Đó là chủ yếu là do cái áp lực từ bên ngoài. Khi mà cái sức ép tỷ giá hối đoái nó tăng lên, thì cái đầu tiên và chúng ta lo ngại nhất đó chính là câu chuyện về nhập khẩu lạm phát. Khi mà nhập khẩu của chúng ta lên tới xấp xỉ 100% GDP. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái việc mà tăng cái tỷ giá hối đoái đó thì trong một chừng mực nhất định có thể gây ảnh hưởng đến cái vị thế của đồng Việt Nam trên cả thị trường, đặc biệt là trên cái thị trường trong nước, và gây khó khăn cho chúng ta trong vấn đề điều hành cái chính sách tiền tệ. Kéo theo đó lại gây áp lực lên cái vấn đề về chính sách lãi suất của chúng ta. Cái vấn đề thứ ba đối với cái tỷ giá hối đoái đó là nó liên quan đến cái sự dịch chuyển của các cái dòng vốn nước ngoài, kể cả vốn đầu tư trực tiếp cũng như là vốn đầu tư gián tiếp. Và cái lo ngại nhất đối với câu chuyện áp lực tỷ giá hiện nay, tôi cũng cho rằng tương tự giống như câu chuyện lãi suất, đó là chúng ta sẽ sa vào một cái cuộc chạy đua về giảm giá đồng Việt Nam đồng của chúng ta tương tự như ở các nước khác. Trong khi đó thì cái áp lực đó là áp lực từ bên ngoài chứ không phải chưa phải là áp lực từ nội tại nền kinh tế.
Vâng, và có một điều chắc chắn là lãi suất huy động tăng thì đương nhiên là lãi suất cho vay cũng sẽ tăng theo. Theo dự báo thì lãi suất cho vay kỳ điều chỉnh tới có thể tăng vượt 10% đối với ngắn hạn và vượt 15% đối với dài hạn, thậm chí là cao hơn đối với cho vay tiêu dùng nữa. Thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Tôi cho rằng điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước hết thì chúng ta thấy là cái cuộc đua lãi suất huy động hiện nay là chưa có cái điểm dừng. Cái vấn đề thứ hai nữa là về nguyên tắc chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay thì thông thường dao động ở mức khoảng 3 cho tới 3,5%, thậm chí có những thời điểm đến 4%. Do đó thì với cái việc mà lãi suất huy động tiếp tục tăng thì rất nhiều khả năng là lãi suất cho vay cũng sẽ tiếp tục tăng và cộng thêm với cái mức khoảng tầm 3,5 tới 4% nữa. Như vậy thì có thể nói là cái khả năng về tăng cái lãi suất cho vay trong cái thời gian tới rất là cao. Vâng, và hiện nay thì sức ép đối với tỷ giá và lãi suất thì vẫn chưa dừng lại. Ông có dự báo gì về thời gian tới về lĩnh vực này không ạ? Tôi cho rằng ở đây nó phụ thuộc vào ít nhất là hai nhóm yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là các yếu tố khách quan từ bên ngoài liên quan tới các cái chính sách tiền tệ, cụ thể là cục dự trữ liên bang với cái chính sách lãi suất, điều hành lãi suất của họ, kéo theo đó là các chính sách của các cái ngân hàng trung ương. Vấn đề thứ hai cũng gắn với vấn đề lãi suất đó chính là cái việc mà đồng đô la, cái xu thế sẽ còn tiếp tục lên giá hay không. Tất cả những cái đó nó sẽ gây áp lực lên cái câu chuyện vào việc khả năng kiểm soát lạm phát của Mỹ cũng như là rất nhiều các cái nền kinh tế phát triển khác, và theo đó thì nó sẽ tác động đến cái điều hành của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai rất quan trọng là chủ quan của chúng ta, đó là các cái chính sách quan trọng về điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt ở đây chính sách lãi suất và chính sách tỷ giá hối đoái, chúng ta cần và hết sức phải giành lấy cái thế chủ động trong vấn đề là ứng phó với những cái biến động và áp lực từ bên ngoài. Có như vậy thì chúng ta mới có thể điều hành cái chính sách để đảm bảo cả cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế cũng như là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Vâng, thưa ông thì liệu việc ngân hàng nhà nước liên tục tăng lãi suất tỷ giá trong 2 tháng qua thì liệu có gây những cái áp lực tâm lý như thế nào đến với người dân hay không? Áp lực tâm lý rất là rõ ràng, và thậm chí tôi cho rằng ngay cả cái việc là lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay tăng và cái việc là áp lực tỷ giá rất là căng như hiện nay thì đều có cái yếu tố tâm lý. Và đặc biệt là chúng ta phải chú ý đến cái yếu tố tâm lý là cái kỳ vọng về lạm phát cũng như cái kỳ vọng về phá giá của đồng Việt Nam. Thì những cái này cần phải có những cái biện pháp kiểm soát tốt. Bên cạnh các yếu tố về kinh tế, về tài chính thì yếu tố về tâm lý, về truyền thông là rất quan trọng. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã đưa đến khán giả những thông tin và những góc nhìn chuyên sâu về chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng đón xem.